Hiện tại bây giờ là gần 2 giờ chiều. Thì hôm nay thì mẹ Nam chở cậu đi Sài Gòn khám cái mục trên mặt đó cô chú anh chị. Hôm nay thì chỉ có mấy cha con ở nhà thôi. Thì cha Nam thì mới vú được buồn chuối nè. Tí xíu mình cắt mình đem lên trên Úc có gì nấu ăn ha. Này chắc hôm bữa nay cha con mình lên chở lấy chuối đổi cơm mất không? Quá dàn nè. Chuối này chuối kêu bằng chuối chuối nhiều người ta nói là chuối chuối ngự chứ gì nè mập cũng không biết nữa. Hồi đó trồng thì mua cây giống trồng rồi nó ra giống cây chuối chuối dòng quá à. Nhưng mà nó ngon lắm, chuối này thì rất là ngon. Con thấy nó giống chuối ngon giống chuối dòng đó cha. Chuối tấu quạ rồi đó. Nhưng mà nó rồi, ngon hơn. Ờ, nó thấy cái thịt nó bọc bọc ngon lắm. Thấy vậy chứ cái này mùi nấu mới ngon. Để đem lên nhà tiểu nấu nấu à. Mùi mơ mùi nấu nữa. Khúc không biết đi không? Khúc không biết có đi học không? Thầy cha thấy xe nó còn đậu nhà. Có đánh đang đi về mua quất ngon đó. À, hiện tại thì Nam với cha Nam với ngoại cũng lên tới nhà Úc rồi cô chú anh chị. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay hên còn đem mấy trái chuối lên mà đủ ăn thịt bò. Đổi tính ăn ăn bữa nay lên chuối ăn cơm chắc cũng đơn giản cái cá mà đủ ăn được thịt bò. Mập cũng đem chuối lên rồi cả nhà. Nên lên nấu ăn mà chưa nấu. Tính là đem chuối lên nấu ăn mà bữa nay cái đồng bò. Bữa nay mình cũng có đi Sóc Trăng mình đi lãnh thuốc bị viêm sơn đó. Rồi mình vô trong cũng gặp người anh mà mình dẫn thường thường đi mua bò hoài cả nhà. Rồi người anh tặng cho mình cái đậu bò. Thì về rồi mình điện gặp chèo với mẹ là lên nấu ăn bữa cơm. Chèo thì đem chuối lên đang nấu ăn tráng miệng luôn. Chuối này ngon lắm. Chuối này là chuối ngự nè. Chuối không biết là chú về nhưng mà nhiều cô chú chia sẻ là chuối ngự, chú anh mập chầm này cả nhà. Rồi hôm bữa về bên nhà đám đám dỗ đó nó chín cây á, chín bói á, mập đốn qua rồi đem lên cho bác Năm về trái rồi mình nấu. Vợ tôi tèo nó nói chuối giống chuối dòng quá vậy, nó chuối bữa hỏi mình có cho con chồng á, nó cho anh chồng xong mà cây chuối trái chuối không được bự. Cái chuối nó hát. Ủa sao vậy ta, nó bóp cái mà. Ủa sao vậy ta, bà chị không có bẻ bắp chuối phải không? Bẻ. Còn biết sao nó trọng đó ngay đóng phân. Đóng phân nó tốt quá, nó tốt quá, nó bị hát á. Con chồng cái quầy chuối ngay chăn trầu đó, trái cũng không thua trái này nè. Mà cái này mình nhìn giống chú dông. Dạ. Chú ngự. Ở ngoài vườn mấy cái bài chuối cao sáp á, già chèo già đó. Con chồng. Nhìn ngon hay cô chú anh chị? Cái này mình nấu lên nữa thì hết sảy. Bông thôi là chồng mình dẻ ngon. Nó ngon chú cà sáp. Bông tao không biết làm ạ. Thôi cũng dẻo lắm. Nó dẻo mà nó ngọt. Lấy cái miếng chặn sáp. Ở đây thì cha Nam cũng gọt mấy trái đu đủ nè. Trái đu đủ này hồi mình gọt mình hầm. Trái sáng sáng là tao không biết làm. Chỉ không có nhà, rồi thấy được cái đậu bò bự quá mà có mấy anh em ăn nè, thì cũng không hết. Rồi thôi sẵn dịp rủ lên nhóm 29 miền Tây, chứ cũng có rủ anh em có xuống anh em mình cùng ăn chung. Có gì ngon ngon này rủ anh em lại mình ăn chung. Để thấy vừa hút bị vô đó. Ống tính vô phải không? Cũng rủ mấy anh em lại, nó chút lại ạ. Thấy ống tính vô rồi. Thấy rửa xe chứ. Có đi lãnh thuốc nữa cả nhà, tại vì mình cũng đi lãnh lẹ cũng cái đó mình bẹ mua trên mấy trái cây vô cho mình cho ổi hả? Ổi hả? Mình thấy ổi dữ lắm nha. Ở thành thị thì trái cây ở vườn mình đem lại đó nó ngon, anh đưa cái đó qua cho em đốt về vừa để xách mình bẻ hàng chục cái ổi được rồi để gần vườn sao chở vô. Ổi ăn lâu hơn. Còn dừa thì cũng ăn lâu mà đâu dựng nhiều trái. Anh nói dừa muốn ăn là đi ra ngoài mua một trái 15 ngàn. Một trái dừa chờ 15 ngàn. Nó lại dừa mình vậy. Ở đây thì mấy dân cháu cũng giật thì mấy trái dừa để tí xíu mình sẽ nấu cho ngon nha cô chú anh chị. Hai trái. Cây bắp cũng đã nè. Đỡ. Cái này bà chèo chết chết rồi.
Mấy cái dừa bên nhà Nam á, của bà cầu á, là nó cao gấp 3 lần vậy luôn cô chú anh chị. Cao hơn gấp 3 lần nữa. Và cái chú mà bị tai nạn á, ổng vẫn leo dừa nha. Hồi xưa ổng leo một ngày mấy chục cây là bây giờ ổng leo vậy còn mấy cây. Cây muối mà bà. Cây muối không? Ừ. Cái này ngon. Này cái hàm dưới á. Hàm dưới của nó. Chú đủ để ngồi mình để vô hầm bò á cả nhà. Bò hầm chú đủ là ngon lắm, ngon. Sọ. Sọ như này, cái này kêu là cái gì? Xíu bách hả? Xíu bách. Nhưng mà cũng dính thịt lắm nha cả nhà. Tại mình cho lắp lấy cái bộ da đó không. Cái dạ. Thì cái số bò nè, mình cũng rửa sạch rồi mình để gáo rồi, bây giờ mình sắp ớt nha. Cho vô một ít tỏi thơm. Số gia vị nè, muối với đường ngọt. Bò này công nhận là thịt với da không nha, nó không có mỡ nha. Mình cũng có chuẩn bị hai keo sa tế nè, bữa nay mình sẽ nấu sa tế nha, cho nó cay cay. Ở đây là cái số đu đủ nồi, ngoài Nam cũng xách ra sẵn nè cô chú anh chị. Xách ra mình để vô hầm. Dạ. Có đu đủ thấy nó ngọt hay không ạ? Nó ngọt lắm. Chứ mình để vô bò nó cũng ngon mềm nè. Dạ. Ừ. Cái này anh chặt cái dừa vô được chưa? Cho anh đỡ vô đó đi. Rồi chặt cái dừa rồi mới thả đủ quá. Sắp xong rồi đó. Ồ, dừa bữa này hầm hầm dày lắm ha. Cũng vừa ha. Cái này cũng vừa ăn luôn nè. Cái này vừa ăn luôn. Cái ngon quá. Cái này tự nấu luôn. Cha Nam giữ con cá trong chó ăn. Mẹ đi về cái sáng mua mấy con cá về kho cái này. Con em cho bốn trái luôn nha. Ra nó ngon. Còn lại đúng rồi, con có chừng là 4 trái vậy. Ủa vậy là nấu cái 2 món nữa hả? 2 món. Cái này thì mình hầm sô đủ. À. Nhưng món hầm sả tế. Sả tế. Cái sọ đó hầm sô đủ thì vậy mới ngon đó. Ngon. Ăn cơm làm một dĩa nước mắm mặn nha. Dầm miếng tỏi nha. Nha. Bắt luôn nha. Bác vừa đây đi mặn về vô nữa à. Vô. Đi mặn về cô chú anh chị ăn không? Ngon lắm, đâu chứ. Thấy gì chứ bữa đi quay vậy đó bà bác, ở ngoài đồng đó bà bác. Giọng bác hai lần. Đi ấy ỏi vậy. Bỏ phần cà lúa. Đấy, chạy qua chạy lại. Tao nói nha. Bữa đó về ổng có nhà đâu. Dạ. Tao nói vui quá à, đi ra ngoài ruộng vui quá không thấy bữa nào đi nữa đi. Nhận nó nói đi ba kênh đi lượt chứ. Đi có mình ơn ra ngoài cũng đâu có vui, không vui đâu. Vui đâu. Bây giờ mình sẽ xào cái phần thịt toàn ớt xong nữa đó cái nè. Còn ớt cả cây vô nè. Với tỏi đập dập với dạch ớt. Hồi nãy thì cái phần thịt bò
mình cũng có tỏi phi rồi, ra giờ mình không có xào thêm. Thấy ốp lên nhìn thấy mình cắt ra nhìn cũng ngon quá nè cô chú anh chị. Cái này thì mình không có ốp sa di, mình nói thực tế mình nói ốp sa di, mình xào lăng đó. À, xào tế với hộp dầu điều thôi đúng không? Mình xào lăng thì mình có ớt sa ri với mấy mũi dị hương. Mình nói sa tế thì mình chưa ớt sa tế thôi. Ở đây thì Mai Hai cũng đang bào cái chuối. Chiều hôm nay Mai Hai lên nói lên trễ quá thôi để bà với chú đổ biểu của bà. Chào cả nhà. Bữa nay lên hương mạ non cả nhà. Bà với chú. Hai lên, hai cũng chắc cho chú gì mẹ lắm chưa? Mấy bữa có chị Trinh lại đó. Chị Hai cũng lên bà với chú nữa. Chắc tại sắc khéo. Cái này mình ngâm với nước chanh nha cô chú. Nước chanh. Ngâm với nước chanh. Hôm nay anh hai chị hai quay rồi sớm cái lên thăm mai mốt lâu quá vậy cũng không có lên. Lên hồi bữa có bữa chị Trinh lại tới giờ đó. Tới giờ. Ai cũng mất mạng vậy nha. Cũng sắc rồi ha. Quá trời ngon. Cái nồi này nè, nó sắc lại nó màu đẹp á. Thấy vậy chắc cũng nhanh mềm quá. Cái nồi hầm mà nãy hầm ở sợi dây hầm trước đó mà giờ mới mềm quá. Bò giờ nó không có già. Bò giờ nó phải như bò hồi xưa đâu. Nó sao kiểu bắt tơ tơ không à. Hồi xưa nó còn cỏ đi nó lâu. Giờ nó có ăn cơm chứ thích ăn á. Nó thật nhiều. Cái nồi này nó ngọt lắm á. Cho này vô đây. Cho ớt lên mặt, cho củ hành lên, củ hành nhiều nó thơm. Nhẹ thôi, để đủ hết. Đều vào đấy nha. Cái nồi này ngọt kiểu dặn nè. Cái này mình nhắc xuống chưa? Nhắc luôn đi. Nhắc luôn cái em bắt cái chuối lên luôn. Bắt một chuối lên đấy. Bà nó ngon. Ừ. Cái lử nữa, sắc ra. Cái lử và viêm hai cái má hai bên đó, với cái mỏ của nó. Thật không? Chảo luôn hết hả? Chiều nay nhà vuốt làm đậu bò bự quá. Chiều nay chắc đầm nữa quá. Chắc này cũng có mấy anh em nào lại chơi có cái cũng lập lại xương xương. Mà nói vậy. Đã, có con bò mà anh em gì mà bỏ qua cơ hội thì nó phí quá. Đậu bò đâu phải muốn ăn là tự nhiên có đúng không? Lâu lâu có con bò đậu bò bự cũng đã bỏ qua cơ hội cho thế này. Anh em cũng làm vài lon thì cho nó cũng lâu rồi. Cho nó về ngủ cho nó ngon. Cái nồi bò của mình nó cũng sắp mềm rồi đó nha. Nếu mình có để chẻ cái đủ non á. Mình để vô cho nó mau mềm tại thấy tối rồi anh em nãy giờ đợi cũng ngồi chơi cũng lâu rồi để đu đủ cho nó mau mềm. Cái đu đủ non này nè, cái tàu đu đủ á, mình nấu bánh tét mà tết rồi nấu bánh tét á, mình rót ở dưới đít nồi á, mình nấu bánh tét của mình nó mau mềm lắm, nó có chất mũ á, nó kỵ. Nó kỵ với thức ăn đó nha cả nhà, cái qua nó kỵ ăn cũng được nha. Nói kỵ cả nhà, nói kỵ sao mà còn để vô. Nó kỵ với cái thức ăn mà, cái loại thức ăn mà nó dai dai đó, mình nấu là mình để đu đủ vô nó mau mềm đó. Như là cái mẹo giặt vậy đó. Cái mẹo giặt. Mà mới lại hai em chủ chuồng táo. Dạ, em chào anh Mập. Ừ, chào hai em. Mới lại chị ơi. Chị mới lại. Em chào cả nhà nha. Tôi không biết ra chào cả nhà nha. Chiều nay cũng có cô Giả với Dượng lại chơi. Thì bữa nay cũng được người anh tặng ông bởi cả nhà thì cũng có mấy cũng rủ mấy anh em lại đang mình cũng ăn chung miếng ăn chung miếng. Thì thấy chị tụ họp lại mới được, lâu lâu có làng
có cái đầu không mình ăn cũng không hết của chú anh chị nhiều lắm. Thôi mình ở quê thì Nam thì thường vậy đó, mấy anh em mà thân nhau rồi trong gia đình rồi đó là có gì ngon cái ví dụ như nhiều cái là nấu gì đó thì xong rồi mời gia đình lại ăn, anh em lại ăn, bạn bè thân thiết lại ăn cho vui gì đó cô chú anh chị. Ai biết đâu. Buổi chiều này thì bà con mình ở đây chú bác này kia cũng đi ruộng về, đi vườn về hết rồi cô chú anh chị. Thì này cũng rảnh này, cũng ăn cơm chiều vậy đó. Nó mềm, cái lỗ tai với cái da nó mềm, nó ngọt. Ngon quá ha. Nó chồng dêu luôn. Dạ. Nó đâu chị? Mảnh là hai bên, hai bên cái ngoài. Cái ngoài. Dạ nó trồng dêu rồi đó. Có mấy cộng xả nè, nấu nó thơm. Mình nấu nước nhiều ở nhà để mình nhúng cái cây chuối á, mình ăn kiểu giống như xào lăng vậy đó, ngon lắm. Trời hai bên mãi nè. Có bỏ gì lên không? Không á. Để có hành rồi. Đây à. Có quế cũng được. Không có để quế. Múc. Thấy mày có cái bọc chú nướng này qua đây ké cái à, chú nướng chú giới thiệu rồi chú này là chú ngự rồi ghé mấy anh em lại cũng là làm mấy xương xương dài lon cả nhà. Thứ bảy nữa rồi anh em. Chắc là ở đâu? Dạ. Thứ bảy máu chảy gì tí. Thứ bảy nữa rồi anh em ơi. Bữa nào đi đăng ơi, nó nào? Dạ. À, bữa nào Nam với gia đình Nam với gia đình của bác Hai nè. Vậy còn mấy phước. Đăng cá đăng tôm cho cô chú chị xem ha. Ăn ngon không? Bữa là tụi mày cho tao về tao ăn cái mét về tao ngủ tao không sao. Tao có thích gì nổi đâu. Bác làm ăn này được không? Đúng rồi. Đúng rồi. Người ta nói gì đó, hắt. Hắt là nó bưng ra. Đám đám cưới của nhỏ. Đâu? Lại gấp đi. Bếp là cái này nè. Bữa nay có lọc ăn nữa rồi cả nhà ơi. Rồi mời cả nhà luôn nha. Rồi mời cả nhà. Chúc luôn cả nhà ơi. Nè có chưa? Để đây nha. Máy đây. Mời cô chú anh chị dùng cơm gia đình Bắc Nam nha. Còn ấm ấm là tôi ấm ấm. Cái này mấy người cái này cũng ngon. Nó chấm vô. Mạnh mạnh đi rồi ăn. Rồi luôn đi Úc. Chàng muốn bún à. Đi ngoài chưa? Để con lấy cái muỗng. Kiều nãy giờ nó kêu. Có xe về. Mà Trang đi Trang. Trang đi Trang. Tên gì đó mà nhìn muốn lộn luôn vậy. Trang đi Trang. Mày cậu cắt. Mời cả nhà ăn bữa tiệc với gia đình nha. Mời cả nhà dùng cơm với gia đình Bác Tâm nha. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ, dạ. Gắp cái lửa ra, lửa mềm, lửa cột nè, không phải nè, không phải. Lên một cọp lên hả? Còn cái lửa nè, dư ly nè, đi ba lửa phải không? Cho bạn gái này dài lông bia đi. Đây, đây. Mấy cô gái nè. Cô gái là mày. Mời cả nhà xuyên đi. Ăn buổi tiệc với gia đình nha. Em mời anh ở Sóc Trăng đã tài trợ cho hai vợ chồng em cái đầu bò. Vô mày ơi. Cơm lại. Dính luôn. Dạ. Đạp luôn là dễ. Em mời cả nhà ăn cần dùng bữa tiệc với gia đình của chú Hiến Năm nha. Mời cả nhà ăn bún là cả nhà ơi. Gọi luôn là dễ. Còn chén đổ đây nè. Còn cái gì hả gì? Dạ. 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 D
tới nè con. Rồi vô cái đi. Vô cái đi. Rồi, con mời bác Năm luôn. Rồi, 1 2 3 cả nhà luôn. Cái nhà không biết à. Sáng giờ ăn bé nó có ăn cơm nhà đâu. Ê, ước về ngày nào cũng được vậy. Thôi đi theo nhóm Hai Chí Miền Tây với Hương Cù Lao là có hoài hoài luôn á. Cũng có nè. Cái này lâu lâu á Diệp có mấy được người anh tặng chứ đâu mà có hoài. Không thôi kêu anh mấy anh nào đó tặng hoài hoài đi, ngày tặng cái sáng không hỏi. Chắc kêu kiểu đó chắc anh nó có anh nói chắc anh chữ không được anh chữ không có kêu nhiều anh đó. Bữa nay anh này tặng cho cái đầu cái mời cái anh tặng cho khúc kế cái giò nói anh kia cái đuôi tặng đuôi kêu ốc đường giao lưu nhiều chủ nuôi bò không mà cái đuôi không tới mình mà có phải không mình con bò ăn sâu và cái đuôi là ta dặn hết trơn. Không có dặn gì đâu. Mà ăn đêm nhiều con. Đặt người ta cũng thôi. Để mua mắt bơ. Mắt như là mình ngày nào mình muốn ăn thì mình dặn trước. Rồi xuống ăn cũng không bữa mua chứ. Dặn trước. Dặn rồi mình ngày mơn lấy mình nhiều cái đồ gì đó rồi. Ai biết đâu chị Út Cường ngồi lắc. Bởi vậy lắc có gì lắc. Ai lắc nè. Cái thứa là ra làm bốn. Lắc lên kia tôi. Lắc rồi bắt ai bắt đang ngồi trong dịch anh vụ. Nè nè cái đầu cái cứa em ở trong em có không cái cứa gì nè. Gạch gạch vàng mà mở cái lắc vô đó kìa. Hắt cái con này hắt cái nó cũng như cái đầu ra. Nó cũng ra đỡ ý không ngon mà sợ vậy đó. Mình kéo các bạn giờ ra dím là ngồi đủ đó. Con thấy chụp hình mà. Mấy cả nhà em đúng rồi cả nhà ơi. Bò hành không sạch tế. Lâu rồi Út Nhí cũng chưa có ăn món này cả nhà. Có liên quan gì vui còn món thịt tế à? Cái này nhúng với rau gém ngon nè. Nhúng vô cái mình gấp gặp. Mình ăn cái này thì nó cũng giống như mình xào lăn gà vậy đó. Cái này là mình nó không có nước cốt à? Không có nước cốt. Không có cái nước cẩm tương gắn. Bánh này được mà hồi chưa chị đi bánh bệnh về chưa mình ra ra chợ không phần bánh mì ăn mì giá con không mắc cỡ đâu cô tư ăn bò hành kìa. Xin mời nàng gái nha, nàng gái. Cho cháu biết ké không ạ? 1, 2, 3, vô. Mà cả nhà uống mì giúp nhé không nha. Vô. Cha không mời chị. Mời chị ăn đi. Ở quê là vậy đó cô chú anh chị, cuối tuần vậy đó. Xe vô Vĩnh rồi. Mới luôn. Họ ngủ một lộn, nhiều máy rồi. Mới chờ để mua bơ đua nè. Em không nhớ dài hả? Thường mà anh em qua mà no bữa nào cũng bưng hơn. Dạ, bữa nào mưa gì vậy? Bữa nào mưa ngập bữa. Bữa nào mưa chú hai cũng xíu. Mà phần là anh xuống bữa cho phần anh thấm. Thấm rồi cho mưa cái nữa hết chèo. Anh gãi chưa? Chưa. Tưởng đâu anh gãi rồi coi chừng tối nay xuống mương luôn chứ thấm gì nữa mà thấm. Bữa đó mình ngồi đi, ngập không dạm đi. Ngập luôn. Không có, nó báo mưa quá lớn nè. Về ngập dưỡng chánh luôn á. Sáng này mà không mưa lớn không á. Cái lưỡi nó ngon bị cái lạnh thấp nè với cái không khí lạnh nó nén không quá dữ nè chứ ta bắt thì nó không có nghe bảo không có bảo mà bị cái lạnh thấp những cái không khí lạnh nó lưỡi mèo thì ba tỉnh miền Tây mình là có con mèo dài trời ảnh hưởng dài luôn đó dài dài nó bao tới 2-3 ngày nữa đâu mà nằm bộ mà cái lưỡi nó phía nó có cục thịt đó nó có răng mắt con có miếng mắt mắt đâu ăn nữa con mắt khỏi sắc ra chứ cắn nó cắn không nổi với nó đâu nguyên cái kẹo mà nó không mềm hả không có thêm để nguyên gì cắn không nổi nó đâu mắt nãy con hàm chứ con cái nó đó là hàng quýt đó
Ba lâu mình được ăn thịt quá, quá hồi nào với muốn bò bự về ngủ anh em lại mình làm bữa tiệc vậy vui lắm cả nhà, cũng có đồ ăn ngon mà mình ăn mình ên nó cũng không vui nữa. Tiếc là bữa nay không có chị Hương với không có Út Tính nhà, Út Tính mà bằng công chuyện này ăn mình nên không ngon mà còn bị nói là ham ăn. Mình ăn vừa có cha mẹ hai bên rồi anh chị em rồi bạn bè nữa, vui lắm cả nhà. Ăn gì ngon mà ta ăn khen mình đảo ăn. Ăn mình ăn mà lại còn buồn rơi nước mắt. Nhớ đó. Lại đông đủ rồi nó không vui á. Còn ăn hai cầu chèo ăn. Ăn bên đàn gái vô bia với đàn trai ơi. Bữa mấy mấy bạn mấy bữa trước thì anh có mà Phương Cù Lao ở nhà thì anh mập la lớn, bữa nay sao anh mập ít la đó. Sao vậy anh mập? Nhớ chị Hương. Vậy hả? Nhớ chả bà cầu lên thành phố khám bệnh rồi nhớ. Buồn buồn chứ. Vui lão không vui. Vậy hả? Phải có chị Hương đang vui. Vợ cháu hả? Ngồi ăn đi. Ông Mạch nói không có chị Hương à, uống không vô. Mấy giờ kỳ trước thì anh Mập đâu đụng đi, anh Mập la bự lắm. Vô bự, anh Mập la nhỏ. Con vợ mới có uống luôn đó. Cái da này nó hơi dai, nó sợ chuyện nó xài đó. Con dài, 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 con d